xúc xích viên tí tí này. Chân gà vị siêu cay. Bánh ruốc hình con gấu. Viên xúc xích nữa. Nước ngọt, vị trái cây, vị đào này, nước gạo Hàn Quốc này, rơi cá ra ngoài đau thật. Trận đấy cay quá. Xúc xích này ăn ngon biết không?